Xin chào anh chị khách hàng. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng nội thất bàn giao của căn hộ tại chung cư Zenity từ phía chủ đầu tư. Và Giang cũng chia sẻ nhỏ với anh chị khách hàng luôn là Giang đang nắm giỏ hàng độc quyền từ phía chủ đầu tư. Nếu anh chị khách hàng nào quan tâm tìm hiểu và sở hữu ngay căn hộ tại một cái vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm quận nhất thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, khám phá coi phía chủ đầu tư Capitaland bàn giao nội thất như thế nào khi mà chúng ta sở hữu một căn hộ tại Zenity. Rồi, thì hiện tại Giang đang ngồi lên một cái ghế sofa nè anh chị khách hàng ha. Là ghế này cũng được chủ đầu tư bàn giao luôn nha. Và những nội thất mà anh chị khách hàng thấy khi mà xem video này đều là nội thất được bàn giao bởi chủ đầu tư rất là xịn sò luôn. Và đây là khu vực không gian phòng khách. Cái căn của chúng ta hiện đang xem đây là có diện tích là 77m², thiết kế là 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Và không gian phòng khách của chúng ta nối thông với khu vực không gian phòng bếp anh chị khách hàng nhé. Đây là không gian phòng bếp với một thiết kế vô cùng rộng rãi và thoáng luôn ha. Thì những cái nội thất chúng ta thấy đây là đều được bàn giao từ phía chủ đầu tư ha. Rồi thương hiệu bồn nước Riro nè, khá là nổi tiếng nè. Rồi tủ lạnh, rồi ở đây có máy giặt luôn, rồi bếp, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, lò nướng, tất cả đều được phía chủ đầu tư bàn giao. Và hệ thống tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ. Và ngay cái đảo bếp này cũng có cái hệ thống tủ luôn nè anh chị khách hàng, cũng được chủ đầu tư bàn giao đầy đủ ha. Và đây là khu vực không gian của lô gia ha. Lô gia của chúng ta sẽ được có một cái cửa chúng ta gạt nè, sẽ lấy gió khi mà chúng ta nấu nướng á. Ngoài cái việc mà chúng ta dùng máy hút mùi thì chúng ta nên mở cái cửa này ra để cho cái mùi thức ăn của mình nó sẽ bay ra ngoài bớt một phần nào đó, nó sẽ không làm bí cái căn nhà của chúng ta ha. Rồi bây giờ là chúng ta đóng lại. Không gian này là không gian của khu vực lô gia để chúng ta phơi quần áo nè ha. Rồi giặt giũ ở đây luôn. Rồi bây giờ Giang xin mời anh chị cùng di chuyển với Giang vào phòng master. Đây là khu vực của phòng master của chúng ta anh chị khách hàng nhé. Thì trong phòng master thì chủ đầu tư họ bố trí cho mình nhà vệ sinh nằm trong phòng master luôn ha. Phòng master này có một cái view cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng. Cái view của chúng ta là view về phía cầu Nguyễn Nhân Cừ. Cầu Nguyễn Nhân Cừ là một trong những cái cầu có vòng cung khá là đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm trên trục đường Bến Vân Đồn và đường Võ Văn Kiệt ha. Đây là hai trục đường khá là đẹp, view sông ha. Rồi cái view thứ hai là view về phía quận 4, cũng view về phía trục đường Võ Văn Kiệt và Bến Vân Đồn luôn. Rồi những cái nội thất từ những chiếc rèm nè, rèm lưới, rồi một cái loại rèm thứ hai, rèm vải đây ha, thì phía chủ đầu tư cũng bàn giao cho mình đầy đủ luôn. Rồi những cái gỗ ốp sát tường nè, khá là đẹp nè. Thì có thể nói đây là một trong những dự án mà chủ đầu tư bàn giao nội thất khá đầy đủ cho cư dân. Và Giang thấy rất là tâm đắc luôn. Nhiều dự án trước đây Giang bán, ngay cả những dự án cao cấp gọi là bậc nhất Sài Gòn, Sài Gòn Grand Marina cũng không được bàn giao nội thất như vậy ha. Rồi và cái hệ thống giường, cái giường này nè anh chị khách hàng, là phía chủ đầu tư có lắp cho mình cái hai cái hộp tủ hai bên ha, hộp tủ hai bên chúng ta có thể kéo ra đó, hộp tủ hai bên đầy đủ hộp tủ luôn chỗ này đó. Rồi tủ đầu giường, tivi đầy đủ luôn, và hệ thống tủ quần áo ha, hệ thống tủ quần áo nè đó, đèn thông minh ha. Rồi ở đây thì phía chủ đầu tư có tặng luôn một cái két sắt luôn, tuyệt vời, phải nói là tuyệt vời luôn đó anh chị khách hàng. Rồi thì ở đây trong phòng ngủ master của chúng ta sẽ có luôn cái phòng vệ sinh ha. Phòng vệ sinh thì có bồn tắm nè, rồi vòi sen, lavabo đầy đủ các kiểu luôn, thương hiệu Riro khá là nổi tiếng ha. Rồi trong nhà vệ sinh của chúng ta có luôn cái lam thông gió luôn anh chị khách hàng nhé, tạo cái đối lưu gió cho cái phòng vệ sinh chúng ta xong không bị bí ha. Bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển qua phòng ngủ số 2 anh chị khách hàng nhé.
Trước khi bước vào phòng ngủ số 2 thì phía chủ đầu tư có bàn giao cái nhà vệ sinh số 2 ha. Nhà vệ sinh này là nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh chung này phía chủ đầu tư cũng có bố trí cho mình cái phòng tắm đứng nè, rồi lavabo đầy đủ luôn ha. Còn đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta cũng có cái view giống như phòng master bedroom anh chị khách hàng nhé. Nó cũng view về phía quận 4 nè, phía quận 8 nè, rồi view về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Vòng Cung, khá là đẹp và đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh ha. Rồi view sông bên trục đường Võ Văn Kiệt và bến Văn Đồn, hai cái trục đường khá là đẹp. Còn đây là hệ thống tủ quần áo nè ha, hệ thống tủ quần áo đó. Hệ thống tủ quần áo chúng ta có đèn thông minh ha. Rồi nội thất khá là xịn sò luôn đó anh chị này. Vâng, với cái nội thất và những cái bố trí của căn này thì Giang tin rằng khi mà anh chị xem qua thì anh chị cũng muốn sở hữu ngay cho mình một cái tài sản bất động sản ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Thì nếu anh chị khách hàng nào muốn trở thành cư dân của trung tâm quận nhất thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885 để sở hữu ngay căn hộ bất động sản ngay trung tâm quận nhất anh chị khách hàng nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại căn hộ của chúng ta tại khu căn hộ Zenity trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh chị khách hàng.